Bông hoa sen đẹp quá anh này. Này em. Dạ. Hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chuyện gì ạ? Em cầm lấy. Trong này là một số tiền. Em cầm lấy mà lo cho bố. Anh biết bố giờ này đang ốm. Thôi, em không cầm đâu. Anh cất đi, em có rồi mà. Có sao đâu em. Mình yêu nhau mà. Của anh ấy cũng như của em thôi. Với cả ấy, bố mẹ hai bên ấy bây giờ đều lớn tuổi cả rồi. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Mình lấy nhau em nhé. Lấy nhau ấy ạ? Ừ, nhưng mà mình mới yêu nhau mà anh. Có gì đâu em. Bây giờ ấy, bố mẹ hai bên đều già cả rồi. Em với anh lấy nhau ấy cũng tiện chăm sóc cho cả hai bên. Nên là lấy anh nhé. Nhưng mà anh biết không, mấy đứa bạn mà em chơi cùng ấy, đứa nào nó cũng biết anh hết ấy. Khi mà nó biết em yêu anh, nó bảo với em là anh đào hoa với lại gia trưởng nữa. Nên là em... Em buồn cười nhỉ. Anh với em ấy yêu nhau cũng một thời gian rồi. Em phải tin anh chứ. Sao lại đi tin người ngoài, đúng không? Thôi, mọi chuyện cứ để anh quyết định nhé. Mà trời gió to quá. Thôi, hai đứa mình về đi. Cái gì đây em? Đây là quần áo bảo vệ đấy. Em bảo này, bây giờ nhà mình không như trước nữa. Anh phải đi làm cái gì, chứ cứ ở nhà như thế này thì không ổn. Bố có xin cho anh làm trông giữ xe rồi, ở ngay dưới tòa nhà nhà mình đây này. Bắt đầu từ mai anh đi làm nhé. Anh biết rồi. Em đi vào nấu cơm đây. Tao dắt cho. Ô Kiên à, thế bây giờ mày làm bảo vệ ở đây à? À, con ông chủ tịch xã này tưởng thế chỗ bố mày. Hóa ra bây giờ bố mày thất thế là mày đi dắt xe à? Nhục quá nhỉ. Có chuyện gì? Ô hay, bạn quan tâm bạn hỏi. Này bảo có chuyện gì? Này, tưởng con vua thì lại làm vua. Hóa ra bây giờ thì đi làm thành bảo vệ. Khổ nha. Mày vừa phải thôi. Bạn quan tâm thì bạn hỏi thái độ gì nhỉ? Đi thôi. Bắt xe đi. Bạn ơi, nhìn thấy gì chưa? Nhìn thấy chưa? Mất thế mày liệu hồn đấy. À. À. À, cầm lấy. À, rơi rồi. Chịu khó nhặt nhá. Anh không đi làm nữa đâu. Xin nghỉ rồi. Sao lại nghỉ ạ? Em có biết không? Hôm nay ấy, mấy đứa bạn anh ấy nó sỉ nhục anh ấy, nó còn ném tiền vào mặt anh đấy. Anh đi làm chứ có phải đi ăn trộm ăn cắp của ai đâu mà sỉ nhục. Đường đường là con chủ tịch, bây giờ ấy xa cơ thất thế, chúng nó có coi ra gì đâu. Chúng nó còn ném tiền vào mặt anh đấy. Ngày xưa là con chủ tịch, nhưng mà bây giờ thì không phải nữa. Anh đi làm chứ không phải là đi ăn trộm ăn cướp của ai đâu mà nhục. Nhưng mà tức, khó chịu, không làm nữa đâu. Kìa. Mà này, cô định đẩy tôi đi làm để cô ở nhà hú hí đúng không? Bây giờ là lúc nào nữa mà anh còn giở thói ghen tuông à? Tôi nói cho cô biết ấy, tôi không đi làm nữa đâu. Dù cô chết đói, tôi cũng không làm. Kìa.
Anh! Sao thế? Cô đi làm cô ăn mặc kiểu gì thế này? Kiểu gì là kiểu gì ạ? Cô đi làm ở quán cà phê chứ không phải quán karaoke đèn mờ đâu mà ăn mặc thế này. Anh làm sao ấy nhở? Em thấy mặc như này có làm sao đâu. Có hở hang cái gì quá đáng đâu. Sao anh lại nói thế? Không hở hang. Đùi này, ngực này, quét hơi sâu đấy. Vào trong kia, thay bộ khác đi. Anh đừng có hâm vừa thôi. Em không thay đâu. Ôi kìa. Cô mà không thay ấy thì đừng có mà đi làm. Vào trong kia, thay bộ nào giản dị đi. Nhanh lên, đi. Đấy, bộ như này thì anh đã hài lòng chưa? Đấy, mặc như thế này đi làm nó mới đúng nhá. Anh đi đây. Làm gì thì làm ấy, cũng phải trong tầm mắt anh, nhớ chưa? Em không hiểu anh luôn đấy. Em đi làm chứ có phải là đi chơi đâu. Mày ngày nào anh cũng giám sát em như trẻ con đấy. Cái thời gian này ấy, anh xin công việc gì mà làm chứ cứ lông bông mãi thế này à? Này, cô chê tôi đấy à? Mà nãy ấy, đi vệ sinh hơi lâu đấy nhá. Em ơi. À, dạ vâng, em đây ạ. Làm gì với quần áo của em vậy? Từ giờ ấy, đừng mặc mấy bộ đồ này nữa. Anh bị hâm à? Ô kìa, anh làm sao ấy nhở? Tôi nói với cô này, nhà mình ấy, bây giờ ấy, không còn như ngày xưa nữa. Cô đừng mặc mấy bộ đồ này ra đường nữa. Đàn ông họ lại chú ý, cô hiểu không? Anh ghen tuông ấy, thì nó cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Đừng có hâm như thế, trả cho em. Tôi đã nói với cô rồi, từ giờ ấy, tôi cấm cô mặc mấy bộ đồ này, cô hiểu không? Còn bây giờ ấy, đúng quần áo này, tôi mang đi cất. Okay. Anh đứng lại đấy, trả lại quần áo cho em. Về là tốt lắm rồi. Anh
Tao nói cho mày biết nhá, đừng hòng mà cắm sừng tao. Ông chồng chị, ông ấy không phải làm gì hả chị? Sao suốt ngày ông cứ đến đây ngồi đi? Chồng chị á, anh ấy đang được nghỉ phép. Với lại công việc của ông ấy chủ yếu làm online em ạ. Eo ơi, nhìn cái mắt ông ấy nhìn chị trông ghê chưa kìa. Nào ông gọi mỗi cốc cà phê ngồi từ sáng đến đêm. Sáng thì hộ tống chị đến, đêm đợi chị làm xong xong đưa về. Ban đầu em có thấy ngưỡng mộ cơ, nhưng mà bây giờ thế cứ dùng mình như nào ấy. Không có gì đâu. Thôi đi làm đi, không quản lý mắng bây giờ đấy. Này, vừa nãy cô thì thụt nói xấu gì tôi đấy à? Anh buồn cười thật đấy. Em nói xấu gì anh? Mà em nói chuyện với con gái mà anh cũng so em nữa à? Cô cứ cẩn thận đấy nhé. Em đi làm đây. Này, đứng lại cho bảo này. Từ giờ ấy, tôi sẽ không đến chỗ cô làm nữa. Đến đấy nhiều ấy, cũng phiền đến công việc của cô. Đến đấy á, bọn nhân viên nó nói ra nó bảo không hay. Thôi em đi làm nhá. Này. Dạ. Đứng lại. Nhưng mà ấy, tôi có một điều kiện đấy. Điều kiện gì ạ? Cô mặc ngay cái quần này vào. Cô mặc cái quần này vào ấy, tôi sẽ đính một cái sợi chỉ vào. Sợi chỉ này mà đứt ấy, là cô đã tụt quần quan hệ với thằng đàn ông khác. Cô hiểu không? Anh có bị điên không thế à? Tôi không mặc đâu. Này, mặc ngay vào, đừng để tôi cáu. Anh quá đáng quá rồi đấy. Không ai làm cái kiểu bệnh hoạn như thế cả. Mặc vào, đừng có nói nhiều. Vào chỗ kia, nhanh lên. Chị Hồng à, ừ, chị đây. Chị sao thế này? Chị không sao. Không sao, đứng đây. Chị chờ cái Ngọc. Trời ơi, đi vệ sinh mà phải chờ nhau. Chịu hai chị em đấy. Chị nó sao đấy? Chị muốn đi vệ sinh quê mà. Buồn thì đi. Nhưng mà sao? Ôi, chị bị làm sao đấy? Sao lại thấy ra buồn như này? Hả? Chị Hồng, nói đi. Chị Hồng. Thank you.
Cô bị làm sao thế? Vì sao à? Tôi không thể sống với con người như anh được nữa. Chúng ta ly dị đi. Cô nói cái gì thế? Mà sao quần ướt hết thế này? Anh có biết vì sao không? Anh có biết vì sao mà quần ướt thế này không hả? Là điều tốt đẹp anh mang cho tôi đấy. Đi làm cả ngày, tôi buồn đi vệ sinh, nhưng mà không có dám đi. Vì đã sợ ấy, cái sợi chỉ anh khâu nó bị đứt. Anh có hiểu không hả? Tôi làm tất cả những cái điều này cũng chỉ vì tôi yêu cô, tôi quan tâm đến cô thôi. Anh yêu tôi à? Anh quan tâm đến tôi à? Hay là anh thỏa mãn cái sự ích kỷ của anh hả? Nói chung ấy là ly dị đi. Có phải vì gia đình tôi xa cơ lỡ vận nên cô muốn bỏ tôi, cô theo người đàn ông khác đúng không? Xa cơ lỡ vận để theo người đàn ông khác? Tôi bỏ anh vì xa cơ lỡ vận à? Tôi nói cho anh biết nha, nếu như tôi bỏ anh vì xa cơ lỡ vận ấy thì tôi bỏ anh lâu rồi, chứ không phải chờ đến giờ phút này đâu. Để cho anh hành hạ, đánh đập tôi. Nhưng mà bây giờ thì tôi không thể sống với một con người tàn bạo, bệnh hoạn như anh nữa. Anh hiểu chưa? Cô đứng lại! Cô mà bỏ đi, tôi sẽ chết cho cô xem. Anh muốn làm gì thì làm.